Ngày 24 tháng 12 năm 1971, chuyến bay mang số hiệu 508 của hãng hàng không Peru Lancer chở theo 92 hành khách và phi hành đoàn cất cánh. 25 phút đầu, mọi thứ diễn ra rất bình thường, cho đến khi máy bay đạt đến độ cao 6.000 mét thì rơi vào vùng giông bão. Sấm sét dữ dội đánh thẳng vào cánh phải của máy bay, khiến nó bắt đầu lao xuống khi đang bay qua khu vực rừng Amazon. Toàn bộ hành khách lúc bấy giờ nằm chắc dưới lưỡi hái tử thần. Mọi người la hét bất lực, nhiều người bị văng ra khỏi máy bay. Thật kinh ngạc trong thời điểm đó, Julian Copker, một cô gái 17 tuổi, là người duy nhất sống sót sau tai nạn thảm khốc, trong khi tất cả 85 hành khách khác và phi hành đoàn đều thiệt mạng. Không ai có thể ngờ được làm thế nào một cô gái có thể thoát nạn và thậm chí sinh tồn trong rừng rậm suốt 11 ngày để trở về thế giới văn minh. Rơi máy bay ở độ cao 3.000 mét, cô gái vẫn sống sót và 11 ngày sinh tồn trong rừng Amazon. Đêm Giáng sinh năm đó, chỉ vài giờ sau khi dự lễ tốt nghiệp trung học, Julian Copker và mẹ là bà Maria đã đáp chuyến bay từ thủ đô Lima đến thành phố Pucallpa, Peru. Hai mẹ con dự định đến đoàn tụ với cha của Julian, ông Hans Wilhelm, một nhà động vật học nổi tiếng người Đức đang làm việc tại một trạm nghiên cứu xa xôi trong rừng nhiệt đới. Bay được khoảng 30 phút, máy bay đi vào đám mây đen rất dày. Julian kể lại giây phút kinh hoàng. Những đám mây càng lúc càng đen khiến hành khách trên chuyến bay trở nên hỗn loạn hơn. Sau đó, chúng tôi ở giữa những đám mây đen như mực và một cơn bão kèm theo sấm sét. Xung quanh chúng tôi tối đen như mực, sấm chớp liên tục. Sau đó tôi thấy một ánh sáng lấp lánh ở cánh phải. Động cơ máy bay bị sét đánh trúng. Ngay sau khi phần cánh gặp sự cố, chiếc máy bay đã bị xé toạc. Phần lớn là do chiếc máy bay loại Electra mà chúng tôi ngồi trên đó không được chế tạo để bay trong vùng nhiễu động nặng do đặc điểm đôi cánh của nó. Julian khẳng định cánh máy bay chắc chắn không phát nổ mà bị vỡ một miếng sau khi cánh rơi ra. Lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ là tiếng la tuyệt vọng của bà và hàng chục người khác. Tất cả kết thúc rồi. Sau đó, phi cơ vỡ thành từng mảnh. Kể lại giây phút tử thần cận kề, tôi nghe thấy tiếng động cơ cực kỳ lớn, mọi người la hét và sau đó máy bay rơi rất nhanh. Tiếp đến là không gian yên tĩnh, cực kỳ tĩnh lặng so với tiếng ồn ào trước đó. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai, tôi vẫn còn ngồi trên chiếc ghế. Mẹ tôi và người đàn ông ngồi cạnh lối đi trên máy bay đều bị đẩy ra khỏi chỗ ngồi. Tôi đã rơi tự do, đó là những gì tôi nhớ rất rõ. Tôi thậm chí còn đủ tỉnh táo để nhận ra bên dưới là khu rừng. Sau này tôi mô tả nó giống như cây súp lơ xanh. Sau đó tôi bất tỉnh và tới ngày hôm sau thì tỉnh lại. Julian cứ thế mà rơi từ độ cao 3.000 mét xuống đất. Không biết chính xác yếu tố nào đã giúp cô sống sót, nhưng một số người suy đoán rằng chiếc ghế khiến Julian xoay như một chiếc trực thăng và khu rừng rậm nhiều tán cây cũng góp phần cản lực rơi của cô. 11 ngày sống sót trong rừng. Sau cú ngã, Julian bị gãy một xương quai, chấn thương đứt dây chằng chéo một bên đầu gối, một bên mắt sưng húp nhắm nghiền, mao mạch trong mắt bị bung, chấn thương đốt sống cổ và một số vết thương sâu trên tay và chân. Cô mất dần ý thức và rơi vào hôn mê trong suốt 19 giờ. Sau khi tỉnh dậy, Julian mới hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được tình hình của mình. Julian nhớ lại, tôi nhận ra âm thanh của động vật hoang dã từ Banguana, và nhận ra rằng tôi đang ở trong cùng một khu rừng và đã sống sót sau vụ tai nạn. Cô bắt đầu tìm kiếm mẹ nhưng không có kết quả. Trong lúc đó, Julian tìm thấy một túi kẹo từ chiếc máy bay tai nạn, thứ duy nhất giúp cô duy trì sự sống suốt 11 ngày lạc trong rừng. Julian vận dụng những kiến thức mà cha đã dạy. Nếu lạc trong rừng, hãy tìm nước và đi theo dòng chảy. Nó sẽ dẫn tới một nguồn nước lớn hơn. Để tìm nguồn nước, cô đã một mình đi bộ trong rừng rậm Amazon với đầy rắn, muỗi, khỉ và ếch. Cô nói, tôi không bao giờ sợ rừng rậm. Để tránh rắn rết và nhện độc ẩn nấp dưới lá khô, Julian sẽ ném chiếc dép về phía trước và chờ động tĩnh. Nếu không có, cô sẽ bước tiếp. Vì mắt không nhìn rõ đường do bị rơi mất cặp kính cận, Julian đã cố gắng đi dưới nước nhiều nhất có thể để tránh rắn độc. Trong quá trình di chuyển, một số vết thương của cô bị nhiễm trùng và xuất hiện dòi. Đến ngày thứ 10 đi bộ trong rừng,
Julian gặp được một con thuyền, bên cạnh đó là một con đường. Đi tới cuối đường là một túp lều nhưng không có người. Cô tìm thấy một động cơ và một ít nhiên liệu diazo trong thùng. Cô đã trút nhiên liệu diazo vào vết thương để giết chết những con dòi, sau đó ngủ lại túp lều. Sáng hôm sau, ba người đàn ông vừa ra khỏi rừng. Họ kinh hoàng khi thấy Julian và nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Julian đã may mắn được cứu sống và đoàn tụ với cha mình một ngày sau đó. Đáng tiếc là 85 hành khách và phi hành đoàn không một ai sống sót. Không ai hiểu bằng cách nào mà Julian có thể tồn tại trong rừng rậm Amazon với đầy thú dữ và rắn rết nhịn độc trong suốt 11 ngày. Và làm sao một cô gái không thể nhìn rõ đường như cô nhưng vẫn tìm được đúng hướng đi. Hiện tại, cô đã trở thành tiến sĩ, giám đốc của Banguana và là người tổ chức chính của các cuộc thám hiểm quốc tế. Julian nhớ lại, trong 11 ngày cô đơn đi bộ trở lại nền văn minh, tôi đã tự hứa với mình một lời hứa. Tôi thề rằng nếu tôi còn sống, tôi sẽ cống hiến cuộc đời mình cho một sự nghiệp có ý nghĩa, phục vụ thiên nhiên và nhân loại.